Trong cái video 5 phút ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn mà chúng ta muốn luyện phát âm, chúng ta muốn học tiếng Anh, luyện phát âm mà luyện lại từ đầu thì chúng ta cần phải quan tâm những cái yếu tố gì. Chỉ cần 5 phút thôi, nếu mà mình không xem thì sau này mình sẽ mất rất là nhiều thời gian mà nó không hiệu quả. Rồi, thì thông thường á, các bạn sẽ bắt gặp những cái video bài giảng trên YouTube về luyện phát âm kiểu như là khẩu hình miệng, âm y dài rồi y ngắn rồi u dài u ngắn rồi các kiểu, phải đọc rồi phải repeat theo giáo viên rất là nhiều lần, đọc theo rồi bắt chước copy, đọc theo thầy ở trên trường, đọc theo cô ở trên trường đó, hoặc là có ứng dụng Elsa gì đó, Elsa Speak luyện phát âm đó, thì mình đọc theo một cái giọng mẫu rồi bắt đầu mình cố gắng mình bắt chước, mình copy đó. Đó là cái yếu tố đầu tiên các bạn hay gặp đại trà, ai cũng luyện theo như vậy hết. Thì ở đây cái việc đó là đúng nha, đúng, nhưng mà nó chưa đủ. Ở đây có nghĩa là cái việc luyện phát âm đó, cái việc đó là cấu tạo, gọi là yếu tố về vật lý. Vật lý có nghĩa là mình luyện như vậy là cơ miệng mình nó sẽ rất là dẻo, nó rất là linh hoạt, mình đọc giọng to, giọng khỏe, mình luyện nó linh hoạt, nó dẻo. Nhưng mà chúng ta sẽ luyện tầm khoảng đâu đó khoảng vài tháng thì bắt đầu mình sẽ cảm thấy mình tự tin lên được một chút rồi, tiếng Anh mình nó đã đỡ một tí rồi. Nhưng mà nó sẽ vẫn có một cái thực trạng, đó là khi mà chúng ta gặp một cái từ mới hoặc là một cái từ lạ, ví dụ trong một cái câu mà nó có một cái từ lạ thôi, từ đó mình chưa gặp bao giờ, cái bắt đầu cái não của mình nó phân tích không biết từ này đọc kiểu gì ta, đọc sao ta, không biết đọc như thế nào. Mà khi mà mình tập trung vào cái từ đó, nó sẽ làm giảm cái phong độ của mình xuống. Lúc đó mình sợ, mình ngại, mình lúng túng. Chỉ cần một từ trong câu thôi mà mình không biết cách đọc chính xác, thì mình sẽ mất tự tin rất là nhiều. Rồi, đó là chúng ta sau khi mà luyện được cái cơ bản như vậy, chúng ta phải tập trung vào cái yếu tố kế tiếp cần phải để ý. Đó là yếu tố về kỹ thuật. Rồi, yếu tố này rất quan trọng. Những cái hệ thống về quy tắc đánh vần tiếng Anh, những cái dấu hiệu nhận biết, mình học phải nhìn vào cái này là biết, này là âm y dài, dấu hiệu nào nhận biết cái này là âm ơ dài, âm o dài là dấu hiệu nào. Có nghĩa là mình phải nắm được những cái quy tắc, những cái quy tắc về đánh vần tiếng Anh. Thì trên thị trường thì các bạn có thể bắt gặp những quyển sách, ví dụ như là đánh vần tiếng Anh của thầy Nguyễn Ngọc Nam. Đó là quyển sách là thiên về yếu tố về kỹ thuật, có nghĩa là rất là nhiều quy tắc, hệ thống quy tắc, những cái quy luật giúp cho các bạn nắm được. Nhưng mà cái điểm yếu đó, là đọc sách thì khi mà cái não mình phân tích quá nhiều, tập trung quá nhiều thì cái miệng mình không có đọc, tại mình lo mình tư duy, mình nghiên cứu, cái miệng không có đọc, thì cái yếu tố vật lý nó bị lãng quên. Còn khi mà mình luyện phát âm theo cái kiểu truyền thống bình thường, thì mình tập trung vào yếu tố vật lý, mình cứ đọc theo bắt chước, thì cái não của mình nó không biết quy tắc là gì, cứ nghe thầy đọc sao mình đọc vậy, nghe từ điển đọc sao mình đọc vậy. Sau này nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là bị phụ thuộc vào cái từ điển, phải tra từ điển mới đọc được, phải nhìn vào từ điển mới đọc được, còn không tra không đọc được. Đó, nhưng mà tiếng Anh thì nó có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn từ, làm sao mà mình phải tra từng từ được, không thể nào. Do đó là cái việc luyện phát âm nó phải đảm bảo được hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là vật lý, là phải luyện cơ miệng là phải dẻo. Yếu tố thứ hai là yếu tố về quy tắc, về quy tắc, quy luật, là học phải nắm được những cái quy tắc về đánh vần tiếng Anh để sau này mình không cần tra từ điển nữa. Và hai là mình nhìn vào cái từ mới là mình phán đoán được, mình biết được cái phiên âm của nó luôn. Nắm được cái phiên âm của nó, mình đọc nó sẽ tự tin. Còn ba là sau này mình nắm được quy tắc thì mình sẽ dạy lại cho con mình được, dạy lại cho em mình được. Đó là mình nắm được quy tắc. Và rất là nhiều bạn tiếng Anh rất là giỏi, phát âm rất là chuẩn, nhưng mà không biết nữa, không biết tại sao nó chuẩn vậy nữa, mình cũng không biết nữa, mình cũng không biết quy tắc gì hết. Đơn giản là các bạn có khả năng cảm âm tốt, một số bạn có tố chất, thiên chất, có khả năng cảm âm tốt thì nghe được vậy, đọc y chang vậy. Tới chừng mà muốn dạy lại cho con mình là vừa không biết cái gì để dạy, không có quy tắc để dạy. Do đó, giờ việc luyện phát âm phải thật rành hai yếu tố. Yếu tố về vật lý và yếu tố về kỹ thuật, mà thường 90-95% là các bạn chỉ tập trung bắt chước khẩu hình miệng thôi, còn yếu tố về kỹ thuật là các bạn bỏ qua. Do đó là sẽ dẫn đến một cái trường hợp là
các bạn đăng ký học á, thì các bạn bảo à thầy ơi em luyện phát âm rồi, em luyện phát âm kỹ rồi, thầy cho em đặt cách cho em lên level 2, em học phản xạ được không, em khỏi phải luyện level 1 phát âm. À em luyện rất là kỹ rồi, em đóng học phí 7-8 triệu, em học 3-4 tháng luyện phát âm, nhưng mà tới chừng là thầy test các bạn, thầy nè bây giờ thầy cho 10 từ rất là cơ bản nha, nếu mà đọc được 8 trên 10 từ này thì thầy sẽ đặt cách cho mình. Những từ rất cơ bản luôn, gặp hàng ngày luôn. À, 8 trên 10 thì thầy sẽ duyệt cho qua. Yeah. Nhưng mà các bạn đọc đa phần là sai hết, 6, 7 từ, 8, 7 từ là sai hết. Chỉ đúng được 1, 2 từ, 3, 4 từ thôi. Đó. Là do các bạn không có biết cái hệ thống phiên âm, phát âm. Đó, luyện phát âm rồi, rồi học lại, thầy test lại rồi phải luyện lại từ đầu. Các bạn không nắm quy tắc là không được nha. Nhớ hai yếu tố rất quan trọng.